Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin về kinh tế thị trường. Vừa qua thì xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 đã giữ nguyên được giá bán. Trong khi đó thì giá dầu đồng loạt tăng mạnh từ 736 cho đến 851 đồng một lít. Đây cũng là diễn biến chính trong phiên điều chỉnh giá dầu của Liên Bộ Tài chính Công Thương 15 giờ chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua. Cụ thể, giá E5 RON 92 giữ ở mức 23.725 đồng một lít, giá xăng RON 95-3 ở mức 24.669 đồng một lít. Tuy nhiên, thì đầu diesel có giá là 23.759 đồng một lít, tăng 851 đồng cho một lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 736 đồng một lít, lên mức là 24.056 đồng một lít. Dầu ma rút giữ nguyên giá bán là 16.548 đồng một lít. Khi điều hành này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng mỗi lít. Xăng là sẽ từ 451 cho đến 493 đồng vào quỹ, dầu diesel trích lập 250 đồng một lít, dầu hỏa 400 đồng một lít và dầu ma rút là trích 641 đồng một lít.